Lâu nay giá vàng miếng luôn cao hơn giá vàng nhẫn, tuy nhiên hôm nay giá vàng nhẫn tròn trơn được một số công ty kinh doanh vàng niêm yết cao hơn giá mua vào vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng một lượng. Ghi nhận lúc 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SJC được các công ty Bảo Tính Minh Châu, Phú Quý niêm yết với giá mua vào là 87 triệu đồng một lượng, bán ra là 89 triệu đồng một lượng. Trong khi giá vàng nhẫn tròn trơn như vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tính Minh Châu niêm yết giá mua vào 87,48 triệu đồng một lượng, bán ra 88,98 triệu đồng một lượng, dược giá vàng miếng SJC. Đây được xem là điều trái ngược với lâu nay, khi giá vàng miếng SJC luôn cao hơn vàng nhẫn, thậm chí mức chênh lệch nhiều thời điểm lên đến 20 triệu đồng một lượng.